Diễn Nghĩa năm 1994 là bộ phim rất thành công khi được chuyển thể lại từ một trong tứ đại danh tác nổi tiếng của Trung Quốc. Được biết thì đây là tác phẩm quy tụ hơn 1.000 diễn viên cùng hàng ngàn diễn viên quần chúng với tổng kinh phí lên đến 170 triệu nhân dân tệ, hơn 586 tỷ đồng cho 84 tập phim và thực hiện trong vòng 4 năm. Sau 26 năm phát sóng, Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ đọng lại trong ký ức của khán giả về câu chuyện lịch sử Trung Quốc mà còn làm sống lại những Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng thông minh, mưu trí, anh dũng song toàn. Và giờ đây thì cuộc sống của các diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa đều có những lối rẽ khác nhau, mỗi người một số phận. Bào Quốc An vai Tào Tháo. Một trong những nhân vật lịch sử khó quên nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là Tào Tháo. Nói về vai Tào Tháo của Bào Quốc An, như một cơ duyên và định mệnh, dường như nam diễn viên sinh ra là để đảm nhiệm vai diễn này. Với lối diễn thể hiện nội tâm xuất sắc, Bào Quốc An đã để lại trong lòng công chúng một ấn tượng khó phai về nhà chính trị, quân sự kiệt xuất. Vì lẽ đó, trong mắt người hâm mộ phim Trung Quốc và châu Á, Bào Quốc An vẫn là Tào Tháo kinh điển nhất trong lòng họ. Diễn viên Bào Quốc An có hai con trai, vợ ông về hưu đã lâu, nhiều năm qua giữ vai trò trợ lý cho chồng. Bà giúp ông chọn kịch bản, chăm sóc ông trên trường quay. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng mà Bào Quốc An vẫn là gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón. Tuy nhiên, vào năm 2016, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ vì lớn tuổi cũng như để cho thế hệ tương lai có cơ hội đi lên. Đường Quốc Cường vai Gia Cát Lượng. Đường Quốc Cường ghi dấu ấn sâu sắc nhờ hình tượng Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bản kinh điển năm 1994. Không chỉ vậy, vai diễn của ông còn nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, bằng chứng là loạt giải thưởng danh giá Phi Thiên Kim Ưng. Đây cũng là bản khổng minh Gia Cát Lượng thành công nhất trên màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, Đường Quốc Cường còn được biết đến qua các vai diễn như là Ung Chính trong Vương triều Ung Chính năm 1998 và Mao Trạch Đông trong phim Trường Chinh năm 2000. Sự nghiệp rực rỡ, nhưng đời tư của nam diễn viên gạo cội lại trải qua không ít sóng gió khi vợ đầu tự sát, còn vợ hai lại mang danh Tiểu Tam. Hiện tại ở tuổi 68, ông vẫn là một trong những nam diễn viên gạo cội có tiếng nói trong làng giải trí Hoa ngữ. Ông không quá coi trọng sự nghiệp như xưa, thỉnh thoảng nhận lời tham gia đóng phim, đi sự kiện. Ngoài ra thì ông dành thời gian bên gia đình, chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống với bạn đời Trang Lệ cùng với hai người con. Lục Thụ Minh vai Quan Vân Trường. Quan Vân Trường do Lục Thụ Minh thủ vai được đánh giá là thành công nhất so với các phiên bản khác của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Với thành công trong vai diễn Quan Vân Trường, ở giai đoạn đó, nhiều người dân Trung Quốc ái mộ Lục Thụ Minh đến mức mà từng có thời gian đã lấy ảnh trong phim của ông để thay ảnh thờ Quan Vũ trong nhà. Để mang lại vai diễn Quan Vân Trường xuất sắc cho người xem, Lục Thụ Minh đã phải đánh đổi sức khỏe, tổn thương về thể chất cho vai diễn vì té ngựa 6 lần, hóa trang đến độ mặt ông bị chảy máu và mưng mủ. Hiện tại, Lục Thụ Minh đang đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông Bằng Đồ tại tỉnh Thiểm Tây, cùng với cuộc sống hạnh phúc bên bà xã là nữ diễn viên ca kịch Cao Lam. Những năm gần đây, Lục Thụ Minh hiếm khi đóng phim mà thay vào đó là làm giám khảo cho các show truyền hình và đại sứ game trực tuyến liên quan đến nhân vật Quan Vũ. Lý Tĩnh Phi và Trương Phi. Có lẽ trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Tĩnh Phi, vai để lại ấn tượng sâu sắc nhất của nam diễn viên chính là vai Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Giai đoạn đóng phim, Lý Tĩnh Phi là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn nhưng cũng là người sống nội tâm, chu đáo và tỉ mỉ nên nam diễn viên được mọi người yêu quý. Cách đây không lâu, Lý Tĩnh Phi khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ và không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh ông ngồi trên xe lăn. Được biết, trước đó Lý Tĩnh Phi bị xuất huyết não khiến ông không tiện đi lại trong nhiều năm. Hiện nay thì Lý Tĩnh Phi sống trong một viện dưỡng lão từ thiện do các nghệ sĩ chung tay gây quỹ ở Thạch Sa Trang. Tôn Ngạn Quân vai Lưu Bị. Tôn Ngạn Quân, diễn viên trong vai Lưu Bị là sao kỳ cựu của giới nghệ thuật Trung Quốc. Nam diễn viên cũng từng là cựu phó chủ tịch nhà hát nghệ thuật thanh niên Trung Quốc và đang giữ chức hiệu trưởng Học viện biểu diễn nghệ thuật ATV Quảng Đông. Trần Hồng vai Điêu Thuyền. Mặc dù vai Điêu Thuyền của Trần Hồng không nhiều đất diễn như những diễn viên nam khác, nhưng với vai diễn này cũng đã rất thành công đối với cô. Sau vai Điêu Thuyền, Trần Hồng còn góp mặt trong nhiều bộ phim lớn như là Mai Hoa Tam Lộng, Đại Minh Cung Từ, Anh Hùng Xạ Điêu năm 1998. Năm 1996, Trần Hồng bất ngờ kết hôn với đạo diễn tài ba của màn ảnh Hoa ngữ đó là Trần Khải Ca và sinh hai cậu con trai Trần Vũ Ngang và Trần Phi Vũ. Ở tuổi 52, cô vẫn được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Hiện tại thì Trần Hồng đã tạm ngưng đóng phim mà chuyển sang làm nhà sản xuất, giúp đỡ chồng trong công việc. Hà Tình vai Tiểu Kiều. Hà Tình được mệnh danh là mỹ nhân cổ trang với vẻ đẹp dịu dàng, tú lệ, trở thành người đẹp khuynh nước khuynh thành trên màn ảnh nhỏ trong những năm 90. Bên cạnh tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hà Tình còn được biết đến qua các bộ phim như Thủy Hử năm 1996, Tây Du Ký năm 1986, Hí Thuyết Từ Hy, Anh Hùng Xạ Điêu. Thành công trên phim ảnh, nhưng cuộc sống tình cảm của Hà Tình lại gặp vô vàn trắc trở. Trải qua hai cuộc tình đổ vỡ, Hà Tình cho biết là cô không còn cảm giác với chuyện yêu đương và cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân hiện tại. Do sức khỏe kém nên Hà Tình hiện ít tham gia đóng phim mà chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã 26 năm, các diễn viên phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đều đã có tuổi, nhưng những hình ảnh anh hùng mỹ nữ của họ trong phim sẽ còn mãi trong lòng khán giả yêu phim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog Việt Food nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.